Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 68-2017 NDCP của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc rất cần phải có giải pháp cụ thể và sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền. Tại hội thảo đánh giá kết quả một năm triển khai nghị định về quản lý, phát triển cụ công nghiệp vừa được Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, cả nước đã thành lập 807 cụ công nghiệp với tổng diện tích trên 26.500 ha, đã có 680 cụ công nghiệp đi vào hoạt động và đạt hiệu quả tốt tuy nhiên theo các đại biểu tham dự hội thảo bên cạnh những thuận lợi việc triển khai nghị định này vẫn còn khó khăn tồn tại như việc xây dựng và thực hiện quy định giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cục công nghiệp theo hướng một cửa liên thông còn hạn chế cơ sở pháp lý trong việc thu hút đầu tư vào hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông điện nước vẫn còn nhiều bất cập ghi nhận những khó khăn của các địa phương, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ sẽ tiếp tục xây dựng nghị định sửa đổi một số điều chưa phù hợp của nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụ công nghiệp giai đoạn 2020-2025 trong quý 4 năm 2019.